Tử Vi Việt Nam xin chào mã số 1014. Đương số nữ, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1988. Sinh vào giờ Kỷ Dậu 18:30. Bản mệnh là Đại Lâm Mộc, cục là Mộc Tam Cục, mệnh chủ là Liêm Trinh, thân chủ Văn Xương. Cục hỏa bản mệnh, thân cư Thiên Di tại cung Mão. Cô năm nay là 2016, cô 29 tuổi, lưu đại vận tại cung Tuất. Đây là một lá số tử vi mà mệnh Thiên Đồng hãm địa đóng tại âm kim. Vậy là nữ mà cung đóng ở cung âm thì được gọi là âm dương thuận lý, là cô sinh ra là thuận âm dương. Và cung về ngũ hành thì cục hòa bản mệnh thì là mệnh là Đại Lâm Mộc, cục cũng là mộc nên là cục hòa bản mệnh. Sao Thiên Đồng hãm địa nằm tại cung mệnh thì nó nói lên là một người có tính từ thiện, tử tế, nhường nhịn và hơi nhút nhát. Những sao Thiên Đồng là một cái sao mà luôn luôn nhường nhịn người khác, luôn luôn nhận phần thiệt về mình và rất biết cách để nhường nhịn, chăm sóc, lo lắng cho người khác. Một sao nữa là một cái sao Nguyệt Đức đào hoa tại mệnh. Phụ nữ mà đào hoa tại mệnh thì là một người mà sớm bước chân ra đời, rồi sớm bước đi làm ăn, đi kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Mệnh có sao đào hoa gặp Nguyệt Đức thì nó làm cho là càng sao cái sao Nguyệt Đức và sao đào hoa đóng đồng cung thì sao Nguyệt Đức là cái sao mà tốt tính, tốt tâm, nó sẽ kìm hãm cái sao đào hoa tại mệnh để cho thành cái sao đào hoa nó thành những cái đức tính, nó chỉ phát huy những cái tốt của nó thôi. Tiếp nữa là đầu quân tại mệnh là cái sao đầu quân là sao hơi cứng tính một chút. Đây là một người phụ nữ tương đối cứng tính, không dễ dàng để mà thuyết phục họ nếu như không có lý trí, không có kiến thức và kỹ thuật. Và nhớ rằng đây là một đương số càng ngày càng mập lên, bởi vì sao bệnh phù nó nằm tại cung mệnh, cân càng ngày càng tăng và sau này là tương đối béo đấy. Mệnh thì có sao Lộc Tồn chiếu mệnh. Lộc Tồn nói lên khả năng tài chính nên là cũng biết người biết cách quản lý tài chính tiền bạc. Đó, cũng có nhiều ý tưởng kiếm tiền. Rồi Hóa Quyền chiếu mệnh người phụ nữ này thì sao Hóa Quyền đối với người phụ nữ là một cái sao mà nó khiến cho người phụ nữ nó phải gánh vác những trách nhiệm tương đương với một người đàn ông. Đấy, sao Hóa Quyền là cái sao quyền lực, là cái sao thể hiện uy quyền. Đấy, thì nó đối với phái nữ nó có gánh cái sao đấy thì nó khiến cho người này cũng tương đối là gánh vác trong nhiều chuyện trong gia đình. Rồi có sao Văn Xương Văn Khúc Thiên Khôi. Cách văn này nó chiếu vào cung mệnh của đương số cũng khiến cho là một người ngoài có một cuộc sống tương đối làm văn chương, nghệ sĩ, nghệ thuật, biết nhiều, viết văn, viết thơ, cũng rất biết nhiều thứ và cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống. Có một cái sao nữa là chòm sao nữa là chòm Thanh Long nằm cung Thiên Di chiếu mệnh. Sao Thanh Long chính là sao thành công và là sao mà khiến cho một người đến đại vận đấy có nhiều việc thành công diễn ra đối với mình. Thì cô cũng sau này cũng là một người tương đối thành công. Sao Thiên Quan Thiên Phúc, hai cái sao Thiên Quan Thiên Phúc này cũng là hai cái sao tốt, được có nghĩa là đi ra ngoài được hộ độ, hộ phù hộ độ trì, được nhiều người quan tâm, kể cả phần âm cả phần trần gian. Đừng số nhé. Cung huynh đệ là có sao Thất Sát miếu địa gặp đại hao quan phủ địa kiếp. Thế thì đây là một cái đương số mà sau này anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau tương đối ổn định và bố mẹ đã xảy nạo bỏ mất hai người, ít nhất là hai người. Đấy, hai người này hiện bây giờ chưa được tốt lắm nên quan tâm cúng bái cho họ cho tốt. Về cung phụ mẫu có sao Vũ Khúc miếu địa. Đấy, thì sao cung gặp tuần, thế thì cái sao tuần mà đóng ở Vũ Khúc, cái sao Vũ Khúc bản chất nó đã đơn độc rồi, lại gặp sao tuần đóng vào đây nữa nên là
cha mẹ của đương số là lúc hợp lúc xung, lúc hợp lúc xung. Và cái tuổi thọ thường là sau tuần đóng một cung phụ mẫu thì thường là sẽ sớm xa một trong hai thân. Đấy, sẽ có người bệnh tật máu xẻ. Về cung Phúc Đức có Thái Dương hãm địa lại gặp tuần. Đó. Thế thì lại có sao Hồng Loan gặp Phi Liêm Vong Thần ở đây. Thế thì cung Phúc Đức như thế này thì nó diễn ra việc gì? Nó sẽ diễn ra là những người phụ nữ ở trong cái họ hàng này hơi trục trặc đường tình duyên một chút. Đấy, vì Hồng Loan nằm cung Phúc Đức là nó sẽ khiến cho các những người nữ họ trong họ là hơi trục trặc tình duyên. Rồi có một cái sao Vong Thần mà đóng cung Phúc Đức ấy. Sao Vong Thần là cái sao âm 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 bắt âm phá, nó nằm cung Phúc Đức, nên nếu mà có điều kiện thì sau này ấy, nên mời gia tiên lên giao lưu xem là có bị quản thúc bởi sao Vong Thần không. Bởi vì nếu mà bị quản thúc bởi sao Vong Thần thì gia tiên sẽ rất yếu và không độ được cho con cháu nhiều. Đấy, ở đây còn nhìn thấy tròm hỏa tinh thiên không địa không nó chiếu vào cung Phúc Đức nữa, là phục binh linh tinh chiếu vào cung Phúc Đức nữa, nên là e rằng đồ rằng là âm phần của họ này chưa được thanh thoát, nên đương số nên về kiểm tra âm phần nhà mình. Về cung phu thê có sao Thiên Lương phục binh linh tinh chiếu vào thì sau này á cô sẽ lấy được một người chồng rất là tử tế. Sao Thiên Lương là sao lương thiện tử tế, đó, tương đối nghệ sĩ nghệ thuật tử tế. Và cái việc lấy chồng của cô hơi muộn một chút, bởi vì sao? Bởi vì đào hoa ấy, mà tại mệnh thì thường là hơi trục trặc trắc trở vào tình duyên. Mà sau khi mà thầy nhìn qua ảnh ấy thì thầy phát hiện ra cô này có tiền duyên đi theo. Tiền duyên là gì? Là một người đã có duyên hoặc là chồng hoặc là người yêu kiếp trước của mình, và sau khi mà mình tái kiếp họ vẫn chưa tái kiếp được thì họ vẫn đi theo mình và trợ giúp về mặt là tai nạn tai họa thôi. Đấy, khi mà có tai nạn thì họ cứu giúp, nhưng mà cái trục trặc thì là tình duyên, bởi vì họ vẫn còn ghen nên là yêu ai đấy thì họ sẽ ngăn cản cho không khó nó cưới được. Yêu thì dễ nhưng cưới thì khó. Rồi rất dễ chán đàn ông bởi vì người ta sẽ ngăn cản cái việc đấy. Thế thì muốn hanh thông hơn trong việc lấy chồng thì bạn nên hóa giải tiền duyên bằng cách là mời anh ta lên nói chuyện với anh ta xem anh ta cần gì, xong rồi siêu thoát cho anh ta thì anh ta sẽ không đi theo nữa. Về cung Tử Tức con cái sau này thì bạn này có hai dòng con, hai dòng con nhá, vì sao Hữu Bật nó đóng ngay tại cung con này đó, nên là dễ sau này bạn sẽ kết hôn với một người đã có con rồi, hoặc là bạn phải nhận con nuôi dòng họ khác thì mới có con, hoặc là vợ chồng ấy là có một sự kiện gì đấy mà chia tay nhau xong rồi là bạn lại đi thêm bước nữa. Thế thì cái việc tả hữu nằm cung con này có thể hóa giải được bằng nhiều cách. Và nhìn vào đây thì con bạn sau này rất giỏi, bởi vì hai cái sao Liêm Trinh Thiên Tướng vượng địa đóng tại cung con rất là sáng. Rồi sao Hoa Khoa nằm ở đấy thì con cái học hành giỏi giang. Đấy. Rồi Long Trì Phượng Các Hoa Cái nó chiếu vào đấy thì con cái cũng rất là đẹp và được hộ độ tốt. Thiên Việt cũng là sao đẹp chiếu cung con, nên là bạn có cung con rất là đẹp. Về cung Tài Bạch thì bạn có cung Tài Bạch rất xấu, cự môn nằm ở cái Tài Bạch cự môn hãm địa nhé, nên là kiếm tiền một cách vất vả. Đấy, hay phải nói nhiều để kiếm tiền, hay phải thuyết minh, hay phải chào hàng đó để kiếm tiền, và số tiền của bạn kiếm được không nhiều bởi vì cự môn hãm địa rồi. Rồi lại thiên không hỏa tinh là những sao thiên không nó đóng tại cung Tài Bạch làm cho lắm lúc cũng trắng tay trắng túi vì sao thiên không đấy. Rồi sao Lưu Hà cũng là cái sao nó tiền vào cửa này nó ra cửa khác, nó kéo tiền của bạn đi đó. Thế thì đấy là những cái sao mà bạn sẽ không lợi trong việc kiếm tiền mặc dù lộc tồn nằm cung Tài Bạch. Thế nên là cuộc đời bạn đừng có đặt cái vấn đề kiếm tiền lên nhiều, bởi vì mình chỉ kiếm tiền được vừa vừa thôi. Và lát nữa thầy sẽ chỉ cho bạn cách kiếm tiền sau. Về cung Tật Ách
thì sức khỏe của bạn không có vấn đề gì lớn, bởi vì tham lang vượng địa nằm cung thật ách và rất nhiều sao như sao lực sĩ, bát tọa, hóa cái, hóa lộc nằm ở cung thật ách, nó hóa giải cho bạn. Chỉ có dạ dày của bạn hơi kém một chút. Về cung thiên di có nghĩa là xã hội ấy, là bạn là thân cư thiên di nên là phải sống xa nhà mới tốt. Đấy, bạn là người sống xa quê, bạn chuyển từ quê xa mà ra Hà Nội sống như thế cũng là đúng số rồi, bởi vì thân cư thiên di và hay phải dịch chuyển, thì bạn nó càng sống xa nhà thì càng thành công, và Hà Nội sống thì cũng sẽ khiến cho bạn có cuộc sống thành công hơn và tương đối ổn. Về cung đô bộc, đây là cung đẹp nhất của bạn, nghĩa là số được nhiều người giúp đỡ. Đấy, đô bộc tốt lắm, tử vi thiên phủ nằm tại cung dần này là rực sáng nên là nhiều người quan tâm đến bạn, nhiều người tạo điều kiện cho bạn kiếm tiền. Và nhớ rằng là một cái người kinh doanh tốt thì phải có cung đô bộc tốt. Đấy, một người kinh doanh tốt, ví dụ bạn là kinh doanh nghề bán hoa quả chẳng hạn, thì bạn phải có một cái, bạn có thể bán online vì cung đô bộc của bạn rất là tốt nên người ta sẽ ủng hộ bạn nhiều đấy. Rồi có rất nhiều khách hàng trung thành với bạn chỉ đến mua của bạn thôi, thì đây là một cái cách, một cái kênh mà bạn kiếm tiền về, vì thiên phủ nó đóng ở đây thì tiền tài, tiền kho tiền nó đến ở đấy, nên bạn càng chăm sóc nô bộc tốt có nghĩa là chăm sóc cái data khách hàng của bạn tốt thì bạn sẽ càng nhiều lộc, càng nhiều tiền đó. Và nhớ rằng là mình có cái trò mã khốc khách nằm ở cái cung đấy, đấy có nghĩa là gì, nó sẽ quý nhân phù trợ nằm ở cung nô bộc, trong những người bạn bè của bạn sau này có những người giúp đỡ bạn cực kỳ nhiệt tình, chu đáo và tốt. Rồi, cung quan lộc của bạn, cung quan lộc thì đang gặp triệt nên là trước 33 tuổi bạn rất lận đận, vì triệt cung quan lộc là gì, là nó làm cho mình chưa xác định được chính xác cái công việc của mình sau này như thế nào. Và sau năm 33 tuổi, sau triệt ở cung quan lộc này nó mất đi thì bạn sẽ chọn được cái ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất đối với bạn. Đấy. Và có đang làm cái ngành đấy thì bạn bây giờ cũng chưa thành công đâu, sau này sau 33 tuổi, sau triệt này nó tắt đi rồi thì công việc của bạn sẽ rất hanh thông, làm đâu được đấy và rất là tốt. Rồi sao triệt nó cũng đóng cung điền trạch của bạn, điền trạch có sao phá quân miếu địa nhưng gặp triệt đó, nên là cũng giờ cũng chưa có duyên với tài sản lớn như nhà mẹ, ô tô, như đất cát, nhà cửa, nhưng về hậu vận thì bạn cũng là người có điền sản, có đất cát đó, và cũng tương đối ổn định. À, đấy là luận giải 12 cung của bạn để bạn thấy rằng là cung nào đẹp, cung nào xấu. Thì thầy nhắc lại, cung xấu của bạn thứ nhất là cung tài bạch, cung tài bạch nhá. Cung xấu tiếp theo là cái cung phúc đức của bạn. Thế còn các cung khác là tương đối ổn định và đẹp nhất là cung nô bộc. Đấy, nên là dục và cung con là bạn nên quan tâm đến cái đấy, cung nô bộc và cung con nên quan tâm. Và cung chồng đang có phục binh đi theo, và cái nữa là cung chồng của bạn nó xấu ở chỗ nó đang xấu nhé, và sau nó sẽ tốt, nó đang xấu ở chỗ là bạn đang có tiền duyên đi theo, và sau khi bạn hóa giải đi thì việc chồng con của bạn sẽ rất hanh thông, không vấn đề gì, rất tốt, lấy được người chồng tử tế lương thiện. Và bây giờ sẽ hướng dẫn bạn cách kiếm tiền đây. Thứ nhất là đừng có làm những cái việc gì quá vội, nóng vội trước năm 33 tuổi đó. Thế còn cần có 3 4 năm nữa để bạn tu tập tiếp, học tập tiếp để sau này mở riêng hoặc làm những cái việc lớn. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là bạn luôn luôn coi cái nô bộc của bạn, có nghĩa là coi cái cung, cái danh sách khách hàng của bạn là một tài sản thì bạn sẽ thành công. Đó. Xem danh sách khách hàng của mình, mối quan hệ của mình là một tài sản thì bạn sẽ thành công. Và bạn sẽ khai thác tiền từ đấy mà ra. Và việc tiếp nữa là cái cung mệnh của bạn ấy là có sao thiên đồng, là chủ về nhút nhát. Đấy, nhút nhát, không quyết tâm lắm, không được bền chí lắm, thì bạn phải nhớ là khi mà kinh doanh hoặc làm việc gì bạn phải dựa trên một cái vận mệnh của một cái người có sao tử vi chiếu mệnh hoặc là tử vi tại mệnh ấy, để họ cái năng lực điều hành đấy, cái năng lực làm chủ đấy, họ sẽ giúp đỡ bạn. Đấy, bạn chỉ nên làm quân sư thôi, đừng bao giờ làm chính, chỉ làm phó thôi, đừng bao giờ làm trưởng thì bạn sẽ thành công. Đấy, đấy là chưa nói đến cái chuyện là thiên mã của bạn lại gặp tuyệt. Thiên mã của bạn nằm cung nô bộc gặp tuyệt, mã tuyệt là làm việc gì, kinh doanh việc gì cũng được lợi, được lãi trong một thời gian đầu thôi, nhưng cái thời càng về hậu dài 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 khoảng 2 3 năm một cái là thay đổi chính sách này, rồi thay đổi môi trường kinh doanh, cái tự nhiên mình thất thế và mất trắng tay ngay. Nên bạn là người không được đầu tư dài hạn, làm cái gì cũng đầu tư ngắn hạn,
Có nghĩa là sẽ thu được cái lợi phần lợi nhuận đấy trong vòng 12 tháng đổ lại thôi, đừng quá, quá là mất. Đấy, mã tuyệt. Rồi nữa, mã tuyệt thì hay phải thay đổi ngành nghề. Đang kinh doanh cái này phải chuyển sang cái ngành cái khác. Cứ trong 1 2 năm bạn lại phải dịch chuyển và bạn phải thay đổi thì bạn lại mới thành công. Chứ còn nếu mà cứ làm riêng một cái, mãi một cái thì bạn sẽ không thành, bởi vì mã tuyệt đường là nó như thế. À, trên đây là những cái hướng dẫn để cho bạn có những cái nó sống tốt hơn. Thứ nhất là bạn nên giải tiền duyên đi, càng nhanh càng tốt. Hôm nào đến chỗ thầy để mời họ lên. Thứ hai là bạn nhớ những cái việc trong kinh doanh thầy đã hướng dẫn bạn đừng có phạm vào. Thứ ba nữa là việc quan tâm đến công phúc đức âm phần của bạn. Đấy là những lời mà Tử Vi Việt Nam hướng dẫn cho bạn cách cải mệnh. Hy vọng sau những thông tin này bạn đi đúng hướng và cải được mệnh cho mình và có một cuộc sống thuận thiên hơn. Xin chúc đường số có cuộc sống tốt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Tử Vi Việt Nam luận giải la số của đương số, và rất mong các bạn đăng ký tiếp vào kênh Học Cải Mệnh để hành trình cùng Tử Vi Việt Nam để rút ra những cái kinh nghiệm để cải vận mệnh cho mình và những người khác, và cũng là dựa vào đây để biết luận giải các lá số tử vi để xem tử vi cho mình, xem tử vi cho bạn bè và biết trước được định mệnh cuộc sống của mình. Xin cảm ơn các bạn.